Chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là một chiếc túi công sở. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán sản phẩm này. Để làm sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo và cuối cùng là hầu dán. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách gấp chú khủng long này. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút chì, thứ ba là một chiếc kéo, cuối cùng là hầu dán. Chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là con ốc sên. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán con ốc này. Để làm sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo và cuối cùng hầu dán. Khủng long. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách gấp chú khủng long này. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút chì, thứ ba